Kênh nhà đất Phong Hòa xin mến chào quý anh chị cùng các nhà đầu tư. Hôm nay em có một cái sản phẩm thuộc xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, một căn nhà một trệt một lầu anh chị nha. Mặt tiền đường nhựa thông luôn. Nằm trong khu dân cư đông đúc hiện hữu anh chị nha. Nhà thiết kế xây rất là đẹp luôn. Thông thoáng anh chị. Bên hông mình có lối đây nè. Thấy không? Này là mình đi vô phòng khách. Đây là phòng khách đây anh chị nè. Nhà rất là sang trọng luôn nha. Này là ngang ngang 5,5 m, sâu vô là 20, có 50 mét thổ cư nha anh chị. Đây. Tôi lấy tủ đồ đầy đủ luôn. Nhà này mới xây 100% anh chị nhé. Nhà anh đây không, ban ngày sáng trưng luôn. Khỏi cần bật điện. Cầu thang. Đây này là đổ tấm thật chứ không phải tấm giả anh chị nha. Đổ suốt luôn nha. Từ trước ra sau luôn. Bên này ban công này mình có thể đặt cái bàn nhỏ nhỏ để uống cà phê cà pháo ở đây cũng được anh chị nha. Đây là cái ban công này hiền. Đây này mà gió mát mãi cực kỳ anh chị nha. Đây này là phòng phòng thờ trên nè. Còn ra phía sau có hai phòng ngủ. Trên là hai phòng ngủ anh chị nhé. Nhà này chỉ có hai phòng ngủ thôi. Hai phòng ngủ, hai toilet. Toilet trên tới dưới anh chị nha. Rồi. Vị trí của mình là cách biển khoảng độ 8 km nha anh chị. Hướng mình là hướng Tây Nam. Anh chị nào thích thì liên hệ cho em nha. Số điện thoại là 0916732748 nha anh chị. Nhà này rất là đẹp luôn, mát mẻ anh chị nha. Rào cổng rào bao quanh hết rồi nha anh chị. Xung quanh kìa. Nhìn kia là núi, núi là núi Minh Đạm anh chị nha. Đây nè. Tường rào bao quanh kiên cố hết rồi, mình về mình làm thêm cái mái hiên nữa.